Xe điện ngon bổ rẻ, Wuling Bingo lần đầu tiên được trưng bày tại Đông Nam Á, liệu có về Việt Nam? Sau khi bán tại Trung Quốc, mẫu ô tô điện cỡ nhỏ và giá rẻ Wuling Bingo đã được mang đến Indonesia để trưng bày trong triển lãm PEVS 2023. Trong triển lãm xe điện Periklindo Electric Vehicle Show, PEVS 2023 hiện đang diễn ra tại Indonesia, thương hiệu Wuling của liên doanh SAIC-GM Wuling đến từ Trung Quốc đã mang mẫu ô tô mới Bingo tới trưng bày và giới thiệu. Đây là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ mới ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào hồi đầu tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, Wuling Bingo chỉ đóng vai trò xe trưng bày trong triển lãm, chứ chưa được bán ra tại quốc gia Đông Nam Á này. Ông Dian Asmahani, giám đốc thương hiệu và marketing của Wuling Indonesia, cho biết đây là mẫu xe cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global Small Electric Vehicle, GSEV, giống với ô tô điện EV đang bán ở xứ sở Vạn Đảo. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Wuling Bingo cũng được lắp ráp và phân phối ở Indonesia trong thời gian tới. Sự có mặt của mẫu xe này, thực chất là nhằm cho thấy những gì chúng tôi đã phát triển từ GSEV. Đây là sản phẩm mới của trụ sở chính, hiện đã được bán ra và nhận phản hồi tốt tại Trung Quốc, ông Asmahani phát biểu trong triển lãm PEVS 2023. Chiếc Wuling Bingo được trưng bày trong triển lãm tại Indonesia được sơn màu xanh cốm bắt mắt. Kết hợp với màu sắc trẻ trung này là thiết kế mang phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại. Với phần thân xe tròn trịa, Wuling Bingo trông khá dễ thương. Tuy nhiên, ngoại thất của mẫu xe này bị nhận xét là gợi liên tưởng đến ô tô điện Ora Good Cat, hiện cũng đang bán tại Đông Nam Á. Bên ngoài, Wuling Bingo được trang bị đèn pha LED hình giọt nước, tích hợp hai dải đèn LED định vị ban ngày mỗi bên, vành bằng thép với ốp mâm màu bạc và đèn hậu LED. Xung quanh xe còn có nhiều chi tiết màu bạc như nẹp trên cản trước trên sau, nẹp trên cửa và logo của thương hiệu Wuling. So với người anh em EV đang bán tại Indonesia, Wuling Bingo có kích thước lớn hơn. Cụ thể, xe dài 3.950mm, rộng 1,708mm, cao 1,580mm và sở hữu chiều dài cơ sở 2.560mm. Nhờ kích thước lớn hơn nên nội thất của Wuling Bingo cũng rộng rãi hơn EV. Bên trong mẫu xe điện này là không gian nội thất 4 chỗ ngồi và có cả khoang hành lý. Xe có những trang bị đáng chú ý như vô lăng 2 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình thông tin giải trí 10,25 in, hộc đựng cốc giữa hai ghế trước và phanh tay điện tử. Ngoài ra, bản cao cấp còn có hệ điều hành Link OS, chìa khóa thông minh, khởi động máy từ xa, hệ thống tự động đỗ xe, kiểm soát lực kéo và hệ thống cân bằng điện tử. Tại thị trường Trung Quốc, Wuling Bingo 2023 chỉ được trang bị một motor điện, nhưng có hai mức sức mạnh là 30 kW 41 mã lực và 110 Nm và 50 kW 68 mã lực và 150 Nm. Đi với motor điện là hai loại pin LFP với dung lượng 17,3 kW và 31,9 kW. Nhờ đó, xe có quãng đường di chuyển tương ứng là 203 km và 333 km trong khi vận tốc tối đa đạt 100 km/h. Giá xe Wuling Bingo ở thị trường Trung Quốc hiện dao động từ 59.800 đến 83.800 nhân dân tệ, khoảng 281 triệu đồng. Trong tháng 4 năm 2023, thương hiệu Wuling đã bán được tổng cộng 3.311 chiếc xe điện này cho khách hàng Trung Quốc. Hiện nay, thương hiệu Wuling cũng đang chuẩn bị vào Việt Nam thông qua mẫu xe điện cỡ nhỏ Hongguang Mini EV. Dự kiến, Wuling Hongguang Mini EV do TMT Moto lắp ráp ở nhà máy tại tỉnh Hưng Yên sẽ ra mắt Việt Nam vào giữa năm nay.